Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Chi Di Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều đã có bài chia sẻ rất dài về hành trình đứng trên sân khấu của Wendy Phạm, con gái cố ca sĩ Phi Nhung. Chi Di Phương Trinh chia sẻ rằng, một trong những ước mơ nhỏ nhoi của Phi Nhung lúc sinh thời là có con gái nối nghiệp mẹ. Nhưng ước mơ đó không thành hiện thực vì Wendy rất sợ sân khấu. Wendy mặc dù rất yêu thương mẹ, nhưng cũng đã 5 lần 7 lượt từ chối lời đề nghị của mẹ là lên sân khấu hát cùng với mẹ. Cách đây 2 ngày, Wendy bất ngờ gọi đến mình và nói: "Dì ơi, trong chương trình Mơ ước của Nhung sắp tới đây, con muốn hát tặng cho mẹ một bài, dì có quen phòng thu nào dẫn con đến đó thu thử được không?" Mình nghe Wendy hỏi vậy thì hơi bất ngờ, vì con bé bị chứng bệnh rối loạn lo âu. Mỗi lần bắt nó phát biểu trước đám đông là nó run lên cầm cập, mồ hôi toát đầy ra cả tay. Mình sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại Wendy: "Con nói con muốn hát tặng mẹ hả, có thật không vậy?" Bên kia Wendy nói: "Dạ, con không biết con có hát được không, nhưng con sẽ cố gắng." Chi Di Phương Trinh chia sẻ. Chi Di Phương Trinh cho biết cô đã liên hệ với ca sĩ Ngọc Anh để luyện thanh cho Wendy, và chỉ một tiếng sau là Wendy đã tiến bộ vượt bậc so với lúc ban đầu. Sau khi dạy cách mở khẩu hình, cách lấy hơi và nhả chữ, cũng là lúc Ngọc Anh cho Wendy thực tập hát cùng với mẹ. Khi vừa hát được vài câu thì bỗng nhiên Wendy ôm mặt bật khóc. Wendy quá xúc động vì đã không làm điều này sớm cùng mẹ khi mẹ còn sống. Nhìn hình ảnh con bé ôm mặt khóc mà lòng không khỏi thương xót, vừa thương con bé đang cố gắng gồng mình vượt qua nỗi lo sợ để thực hiện điều mong ước của mẹ, vừa thương Phi Nhung không còn ở đây để chứng kiến cảnh con gái mình ngân nga bài hát mà Nhung muốn Wendy hát cùng mẹ trước đây. Chi Di Phương Trinh chia sẻ. Trước đó, hình ảnh Wendy Phạm chia sẻ việc bản thân đi học hát khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và dành cho con gái Phi Nhung những lời động viên. Trên trang cá nhân của mình, Wendy Phạm đã có bài đăng gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Theo đó, cô đăng tải hình ảnh bản thân đang luyện tập ca hát, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Wendy không bao giờ nghĩ là mình sẽ học hát, cả nhà muốn coi thử không vậy?" Ngay dưới phần bình luận của bài đăng, khán giả và cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước hành động của Wendy Phạm. Nhiều người gửi lời bình luận động viên và tích cực khi con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung đã thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới. Không ít người còn mong muốn cô nàng có thể nối nghiệp ca hát của Phi Nhung. Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn nhỏ nhoi từ phía khán giả. Con gái ruột Phi Nhung hiện tại vẫn có công việc riêng và đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn dưới bình luận. Nhớ bấm đăng ký để đón xem những video mới nhất từ kênh nhé.